chào các bạn nha. Thả diều én nha. Con này là con diều én nè. Có gió là rau à. Đi hả luôn à. Tưởng bị nhí bên hồi đốt cháy hay gì. Nhẹ gió ghê không? Nó ghi sữa nè, nó mung sữa. Sáng giờ chưa có sữa gì. Giải cũng nhẹ. Bay lờ đờ lờ đờ. Để gió ớn không? Mấy cái tua dưới bà con không lắc nấu. Không, tại vì hình chắc gì chúng ta cái màu nu nu vậy không phải dơ. Mình nói dơ chứ không phải dơ đâu. Diều này phơi nắng này, chờ gió này. Cái nồi chạy ghê. Trời ơi, gió hay gì. Chưa có gió. Thứ ông đứng ông đò. Quơ gì à? Làm phép bên diều. Anh làm phép gửi cho diều mình không có bay được. Quay phim đó chứ. Ai biết đâu. Quay phim nhiều mấy nhỏ xíu mà. Chắc như là. Cờ dưới kia phát phát rồi đó. Coi vậy chứ diều mình tao quay nhiều không? Lạ quá lạ. Cừ quá hồi nãy anh kia chồng vô. Xuống luôn. Con này thấy vậy chứ 3 mét à, bự lắm á. Này bay luôn á. Diều này là nước ngoài chơi nè. Gió quá yếu mà nó vẫn bay được ha. Ông bay nhão luôn. Quá xa kìa. Nhìn hình trái tim. Xa kìa. Quá này anh tấn quá đen bay. Chiều nay mà thì giật mà nó không bay được. Cửa này nắng quá rút hết rồi, hết tắm rồi.
lá cờ quắc quắc rồi đó. Rồi, thôi xin chào các bạn nha.